Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghệ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Persona phần 5. Và hôm nay chúng ta có một sự thay đổi nho nhỏ và có lẽ các bạn sẽ thích, đó chính là mình đã cập nhật cái DLC tiếng Nhật của tựa game rồi. Và hiện tại chúng ta đã chơi được giọng tiếng Nhật nhưng mà chúng ta vẫn để sub tiếng Anh. Và cái DLC đã ra chính thức vào tối ngày 3 tháng 4 thay vì cho ngày 4 tháng 4. Cho nên mình đã kéo luôn và mình cài luôn rồi. Và lần này trở đi thì mình sẽ để đúp tiếng Nhật cho các bạn theo dõi và thưởng thức nó thoải mái hơn nhiều. Và tại tùy theo, thường mấy bạn, nhiều bạn thích nghe tiếng Nhật hơn là nghe tiếng Anh bình thường. Mày đang làm gì thế? Và hôm nay chúng ta có cập nhật này cũng khá là tiện cho những bạn nào thích cái lối kể chuyện của Nhật Bản thì nó sẽ hay hơn, nhưng mà chúng ta vẫn hiểu được cái câu chuyện nó như thế nào. Và mấy có nhiều bạn hỏi lần trước tại sao mình lại không có đập tiếng Nhật, mình cũng đã có giải thích trong phần comment rồi. Mình có ghim lên hai cái tập đầu tiên của mình thì do là cũng một phần là do là hiện tại chúng ta chưa có và chưa được cập nhật, và mình đang chơi game trước ngày ra mắt cho nên nó chưa có bất kỳ cái gì hỗ trợ chính thức. Thì hôm chính tới chính ngày hôm nay là ngày ra mắt chính thức thì chúng ta mới có cái DLC chính thức từ Store PlayStation gửi xuống, thì chúng ta có thể mới có thể bỏ nó vô và chúng ta sẽ chơi tiếp với cái nội dung là nói bằng tiếng Nhật. Thì nói vậy thôi, thì chúng ta hôm nay cũng đã có rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cái game luôn. Mình tập trước á, thì mình vừa mới giải cứu cái con mèo này. Mèo này nhìn khá là cute á chứ, dễ thương. What does it look like I'm doing? Nhìn như là chúng ta, tao đang làm cái gì, tao đang hạ cái cầu xuống chứ làm cái gì. Ok. Nó kêu là frizzy hair, tóc xoăn xoăn. Có vẻ như là thằng này nó hiểu mọi chuyện nhanh hơn là cái thằng tóc vàng này. Kêu là mình hãy kiểm tra tùm lum mọi nơi about this, của cái tượng này. Kể nghe cái miệng của cái tượng này, chúng ta phải kiểm tra ngay cái miệng cái tượng này nó có cái gì đó ta. Ok. Có lẽ nắm cái chúng ta nắm nguyên cái miệng của thằng chả kéo xuống. Nó kêu mình kiểm tra đó. Thế nào mà mày biết được điều đó thì ghê vậy? Amateur. Đó, con mèo đến nơi giờ nó còn chửi mình cả dân mới vào nghề. Bộ nó làm như là nó làm này lâu lắm vậy. Nó còn chửi mình là tụi bay quá kém, quá gọi là gì vậy? Nghiệp dư. Đó, mình là phải nó là dân chuyên nghiệp của mình mới là nghiệp dư thôi à. Đi nào, đi tiếp nào. Come on. Đó rồi. Các bạn thấy có ai mà bị nguyên một con mèo chửi là nghiệp dư không? Ồ, tụi nó kìa. It's them. Lại nó lại chửi mình nghiệp dư nữa. Ngồi yên đi, tao sẽ xử lý cho. Mày có thể đánh đúng không? Ừ, lên nào. Không, tới đi. Nó làm gì nữa đây? Biến hình nè, siêu nhân biến hình nè. Má, con này cũng có cái này nữa sao? Kinh nhờ. Chúng ta sẽ đánh nó. Hạ được tụi này thôi, chúng ta sẽ hạ đám này thôi. Nhìn các bé khá là dễ. Ôi, cái con đỏ đỏ kia nhìn tục vậy. Tụi này là cái bóng á, nó là đêm, nó là cái bóng. Mình giải thích cái tên cho dễ hiểu. Nó là lấy được cái vị trí. Hình như vị trí tốt vậy sao á, mình nghĩ là vậy. Có nghĩa là tụi nó sẽ không chần chừ cái gì hết. Và tụi nó rất là muốn giết mình. Okay. Ok, và con này nó sẽ bảo kê. Sẽ hỗ trợ chúng ta và chỉ cần đánh thôi, mình chỉ cần đánh thôi là giống như là mình đang đặt mạng sống của mình cho nó vậy. Ok, tao hiểu rồi, giờ chúng ta đánh thôi. Mình khá là thích cái combat của cái game này chứ. Đánh theo lượt nhưng mà nó rất là thú vị, nó không giống như những cái game trước giờ mình chơi. Nó là một cái những gì mà mình thấy là giờ phải nói rất là đã. Được rồi, đánh luôn nào thôi. Nhưng bị cái game này chúng ta đánh phải để ý mana kiểu. Để thử Persona coi. Persona là chúng ta sẽ lấy cái con năng lực của chúng ta, một cái gọi là Persona. Chúng ta sẽ dùng cái con đó để đánh nhưng mà chúng ta sẽ mất mana. Cho nên chúng ta phải tiết kiệm mana, hiện tại là mình vẫn không biết cách nào để hồi mana. Tại vì mình cũng chỉ chơi sơ qua một phút, đằng sau một phút này rồi. Ê, tao biết là mày là dân nghiệp dư mà. Má, sao nó ngồi nó chửi mình hoài á. Mèo này. Đây là cách mà mày đánh phải không? Rồi, nếu mà mày đánh tốt hơn mày đánh đi. Ồ. Nó đánh phát gục luôn. Là nếu chúng ta đánh vào cái con
Và cái điểm yếu của mấy con này thì chúng ta thể hạ knock out nó, nhưng nó chưa chết, nó chỉ knock out thôi. Và chúng ta thể dùng cái đó để đánh thêm một lần nữa. Cái có nghĩa là nếu mà bạn mỗi lần bạn đánh vô cái điểm yếu nó knock out là bạn được thêm một cái lượt đi nữa, được đánh thêm một lần nữa. Nó cơ bản là vậy. Đó là những cái cơ bản của những cái cơ bản. Nhớ nha. Cái con này nó đây, nó có giải thích đây. Skill hit variant, nó có nhiều cái hệ khác nhau. Và mỗi đối phương nó sẽ cái điểm yếu của nó sẽ phụ thuộc vào bất kỳ hệ nào, tùy con. Và nếu mà bạn đánh vào đúng cái hệ mà gọi là cái hệ đó là điểm yếu của nó thì nó sẽ gây đam nhiều hơn và thậm chí là knock down hằng đó và gục thôi. Và mỗi lần mà bạn knock out nó, bạn sẽ được thêm một lượt đi nữa. One more. Và để coi. Cái này tức là ý nó giải thích là nếu mà bạn cứ đánh tới weakness nó thì bạn sẽ được đánh hoài luôn chứ tới khi nào bạn quánh hết được thôi. Ồ hay đấy chứ. Chúng lên nhanh nào, quay qua khỏi chỗ này thôi. Cái game này mình chơi không thích cái chỗ duy nhất là chúng ta không có một cái xếp cố định nào đó, vì bạn phải có vô một cái phòng xếp room thì bạn mới xếp lại khúc đó. Và nếu mà bạn muốn nghỉ á, thì bạn cũng phải tìm một cái xếp room thì bạn mới xếp được, còn không là không có là bạn có thể là bạn phải chơi lại. Nếu mà bạn mỗi là bạn bật game lên bạn chơi lại là bạn phải reload lại nguyên cái phần xếp game trước đó là gần nhất mà bạn đã từng xếp. Khá là phiền. Con này thì chúng ta không có bất kỳ cái con của mình thì mình không có bất kỳ cái persona này có thể gây weakness trong này. Thì mình cũng không rõ con này nó sợ cái gì. Chúng ta chưa thấy được cái weakness của nó. Cái này mình sẽ giải thích sau, gia đình chúng ta quánh đại đi. Mình đang tiết kiệm mana để chúng ta thể ra khỏi đây mà chúng ta không mất máu kiểu. Chúng ta được 14 điểm kinh nghiệm, 270 tiền, 78 tiền, level 3 luôn, ngon. Mỗi lần mình tăng level là mình cũng được tăng nhẹ tổng số lượng máu với tổng số lượng SP. Ngon ấy chứ. Và chúng ta còn được hồi một tí điểm về cái điểm mana rồi hay gì đó để mình kiểu như mình do mình này nọ mình tăng cấp. Và bây giờ ta còn thấy còn mạnh hơn nữa, HP và SP tăng luôn, quá ngon. Chúng ta có skill mới. Đây Arsene là cái con persona của mình, có skill mới đây. Clip, ok, có skill mới rồi, ngon. Confirm. Chắc mình nghĩ là lên cấp càng cao thì càng có nhiều skill ha. Để làm gì nữa? Không tệ. Cái persona của bạn rất là mạnh, khá là mạnh. Persona, ý mày là những cái gì đó mà nó chui ra và nó chui ra từ bản thân của mọi người và cái kiểu mà ảo lòi nhất có thể, đúng không? Đúng rồi đó. Và mày đã thấy là cái cách mà hàng tóc xoăn là hàng mình à, lấy được cái mặt nạ của con kia khi mà chúng ta chịu hội con này lên. Và mọi người sẽ phải đeo một cái mặt nạ deep within the heart, sâu thẳm trong trái tim của mọi người. Còn nếu mà chúng ta bỏ cái mặt nạ đó thì chúng ta trở về thành học sinh thường. Nó cũng không quá là khó giải thích đâu. Họ sẽ biến thành học sinh thường, có lẽ chúng ta sẽ không còn sức mạnh nữa, không còn năng lượng nữa. Và chúng ta phải đeo cái mặt nạ lên thì chúng ta mới có persona để đánh. Giải thích cũng khá là nhiều điều chứ. Và có vẻ như là bạn không có quyền kiểm soát hoàn toàn với cái năng lượng đó, năng lực đó. Và cái sự chuyển thể đáng lẽ là phải được chuyển bình thường, một cách bình thường. Đáng lẽ là phải được chuyển một cách bình thường sau tất cả gì vậy. Thì để coi, đã xin hơi đủ rồi. Cái này nó không có hợp lý tí nào. Để coi, mày có thể nào mày ngồi im đó và mày nghe lời được không hả? Thằng tóc vàng, cái kêu mày blondie luôn mới tụt. Thường mình chỉ gọi thấy nghe con gái mà tóc này tóc vàng nên gọi là blondie luôn. Đừng gọi tao là blondie, đừng gọi tao là tóc vàng nữa mấy anh em.
Tên tao là Ryuji. Ok, từ nay tao sẽ gọi mày Ryuji. Thật ra thì không, tụi tao không có thời gian để giảng cho mày đâu. Nếu mà bạn muốn ra khỏi cái chỗ này mà còn sống á, thì bây giờ chúng ta phải di chuyển đi. Ừ, nên đi là vừa. Nhưng mà trước khi đi chúng ta phải lấy những cái này và sử dụng một cách cẩn thận, ok? Lấy gì? À trời, mới học máu thôi mà, có gì đâu. Đây là, chúng ta cần phải đi nhanh thôi. Và sẽ không còn quá xa tới cái chỗ mà cái cổng ra đâu, ok. Đi càng nhanh càng sớm thì tốt. Ờ, mấy thanh niên tội quá. Thì cái con mèo này cũng có persona y chang mình luôn. Ờ, nhớ đảm bảo rằng HP càng nhiều càng tốt. Và bạn sẽ có cơ hội. Ờ không, cái này ý là chúng ta vẫn có thể là sẽ gặp thêm địch nữa. Cho nên nhớ đảm bảo là máu chúng ta vẫn còn nhiều. Auto recover bằng, chúng ta thể auto recover là hồi máu bằng bấm nút hình vuông. Chúng ta sẽ dùng cái kỹ năng hồi máu của mấy cái đứa trong party của mình. Thì chúng ta đang có hai đứa là con mèo của chúng ta là có khả năng đánh lộn. Còn thằng này thì mình chưa biết, nhưng mà có thể là chúng ta sẽ có sau này. Và chúng ta vẫn sẽ có cần SP để sử dụng. Cái này thì cũng không cần thiết cho lắm. Check in tutorial thôi. Chúng ta phải ra khỏi chỗ này thôi. Mình cứ thấy nó vàng vàng, mình cứ tưởng cái chỗ đó. Để coi có gì trong đây đây. Cái game này, cái cơ chế nó chơi cũng khá là hay. Cái đây, có ai nữa đây? Đợi một tí nào. Tao nghĩ là tao đã nhìn thấy cái thằng này rồi đó rồi. Nhưng mà tao bối rối quá, giờ tao không nhớ được cái gì hết. Đi thôi nào, kệ mẹ đi. Gì mà mặc đồ áo quần tao thể dục ở đây. Từ từ đợi tí. Cái gì nữa? Chúng ta cần phải đi nhanh. Nhưng mà những đứa này là ai biết được chứ? Mày nghĩ là chúng ta sẽ có thời gian để có thể lo về việc mấy người này sao? Chúng ta ngoài mặt khác thì họ là đằng kia, ở đằng kia. Ok. Ok, cái đó cái giọng của tụi soldier. Mày đáng lẽ là mày phải nghe lời tao. Con mèo này nhìn dễ thương với cái cách mà nó cái tạo dựng cái lời thoại nó khuôn mặt cái kiểu. Ok. Chúng ta sẽ không chạy đâu, chúng ta sẽ bỏ lộn nữa. Tôi mừng là mày vẫn sẽ ở lại đến đây đánh tiếp. Mày thật là dũng cảm. Tất nhiên rồi. What the fuck? Đầu tiên. Các bạn khó đi rồi đó. Rồi quánh luôn, sợ gì con gái. Ủa cái gì tới hai con rồi nha. Dao găm. Để coi. Con này hả, để coi mình coi. Để quánh thử đi. Con này thì mình chưa có biết cái weakness nó là cái gì. Để coi con này nó nếu mà nó bật persona lên thì ù một phát chết luôn. Kinh gì bộ. Để mình persona đi. Persona. Vậy là điểm yếu của nó là cái chiêu persona của mình. Tức là bạn lúc mà bạn chưa đánh nó và thì thực chất là bạn sẽ không biết được cái weakness của nó là như thế nào, bạn chỉ cần đánh hên xui thôi. Nếu mà nó trúng thì bạn sẽ được lưu cái weakness lại. Và sau này khi bạn gặp được một con tương tự thì nó sẽ hiện cái weakness của con nó lên, là cái điểm yếu của con nó lên là nó như thế nào. Thì chúng ta sẽ có cơ hội kiểu như là chúng ta sẽ có cái khởi đầu tốt hơn khi chúng ta biết được cái điểm yếu của kẻ địch nó như thế nào để chúng ta đánh có cơ hội hơn. Chúng ta cần phải đi ra khỏi nhà này trước khi mà tụi nó tới thêm nữa. Ok, tao cũng đồng ý về việc đó. Nhưng mà chúng ta đợi một tí thôi, chúng ta không thể để tụi này ở đây được. Ok, mình cũng thấy cũng hợp lý đấy, nhưng mà thật sự là chúng ta không có thời gian để làm điều đó đúng không? Thằng này thật sự là không hiểu gì phải không? Nhưng mà giờ chúng ta không có thời gian để giải thích đâu. Nhìn nè, coi nè, tao sẽ đi trước. Còn nếu mà mày không muốn đi nữa thì mặc kệ tụi bay. Ok, tao đi. Mình muốn ở lại là thấy mẹ rồi, nhưng mà mấy cái này nếu mình có cứu nó thì nó cũng không đi nổi nữa. Cho nên có lẽ chúng ta nên tự thân vận động đi sẽ hay hơn.
cái đường đường vô của cái tòa lâu đài này ở trên, ngay trên phía này, ngay trên đây, và cái đường ra sẽ gần ở đó, cho nên chúng ta phải gần phải đi thôi. Ok, dẫn đường đi. Sao tới đây lót hoài vậy? Đâu nữa? We're here. Chúng ta tới rồi. Chúng ta đã được cứu. Nhiều chuyện gì vậy? It's not... Nó không mở ra. Ok, tao bắt đầu xoắn rồi đó. Mày đùa tao chắc? Mày nãy này, mày chơi tao à? Mày đừng có vội kết luận. Đằng này nè. Từ từ đợi tí coi. Đi theo nó, mình nghe đi theo nó đi. Cái gì đây? Mà sao cái chân của mày này lúc mà đi nó gì tè 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 ra mấy cái tia hồng hồng. Và đáng tụi, nhưng mà chúng ta đáng lẽ phải ra được khỏi cái chỗ này rồi chứ. Chúng ta ở đây còn không có cả cửa sổ này, sao chúng ta ra được? Đúng là dân nghiệp dư. Đó là một trong những thứ cơ bản nhất của cơ bản, đúng không? What? Ờ, ống thông gió. Đúng rồi, mình nghe chắc cái ống thông gió ở trên kia rồi. Đúng rồi, giống như tao nghĩ, mày đúng là một thể loại mà được sinh ra để làm chuyện này. Natural, tự nhiên. Nó sẽ dẫn ra ngoài. Tao hiểu rồi, vấn đề là ai cũng hiểu, có mình mày giờ mới hiểu. Chứ nó hỏi hoài luôn, đáng chỉ như nó mà gặp mình ngoài đời là mình chạy nãy giờ, chứ nó không ngồi nói chuyện đâu. Tại vì thật sự chúng ta không có thời gian để lo cho mấy đứa khác, còn chưa tới cái chuyện, chưa kể tới cái chuyện này nữa chứ. Chúng ta cần phải lấy cái giá đó ra khỏi chỗ này ra. Ok, cái đồ chặn của cái ống thông gió á. Ok. Wow. Tụi địch nó không nghe được chúng ta, đúng không? Nói thiệt tình mà nói thì chúng ta gần ra được khỏi chỗ này rồi. Hôm nay tính nói gì vậy? Mà phải đợi mày từ từ, cứ từ từ ăn mừng cái đó sau đi, để cho đến khi nào mà mày ra được thì mày hẳn ăn mừng, ok? Và giờ chúng ta nên đi chứ gì hẳn nói. Thế còn chú? Có một số thứ mà tôi còn phải làm nữa. Chúng ta sẽ đi những hai đường khác nhau, ok? Một, mình nên cảm ơn hay là mình kêu là đừng có để bị bắt nữa ta? Mình nghe là cảm ơn đi, cái câu dưới thì nó hơi thô lỗ ha. Cảm ơn đi, dù gì nó cũng giúp mình qua cái chỗ này à. You have got manners. Mà tao thích cái thái độ của mày đó, cái thái độ mà đối xử tốt với động vật. Đối xử tốt với động vật. Nhớ cẩn thận trên đường ra khỏi chỗ này nha. Bye bye. Ủa, cái thằng này đi lẹ vậy, nó không thèm nói được một câu luôn. Nhưng mà không rõ là cái con này nó làm gì trong đây nữa. Rõ ánh mắt luôn rồi. Hai này có vẻ nhìn khá là hữu dụng đó. Đặc biệt là cái thằng tóc xoăn xoăn là mình á, nhân vật chính á. Nếu mà dự đoán mình đúng nè, ý như là cái nhận xét của mình đúng. Judgment. Cái đây. Nhìn khá là ma mị luôn á chứ. Ồ, chúng ta quay trở về thế giới thực luôn rồi nè. Chúng ta đã làm được chưa? Bạn đã trở về với thế giới thực tại. Chào mừng quay trở lại. Okay. Quay trở lại. Có nghĩa là chúng ta đã ra khỏi chỗ đó rồi hả? Ừ, tất nhiên rồi. Nhưng mà tôi mình nghĩ là cái này là có thể, hoặc là chúng tôi đang nghĩ là mình nghĩ là có thể đi. Ok, nhìn này cũng real first rồi còn gì nữa. Tao còn phải nghĩ cái gì nữa ta? Nhưng mà những cái đó là cái gì? Về cái lâu đài, về Kamoshida và con mèo kỳ lạ đó nữa. Và chuyện quái đang xảy ra vậy. Và cái gì tụi bay đang la hó, la gì tùm lum la vậy? Mày có phải là học sinh của trường Sujin không? Cấp học hả? Phải không? À không, đang đi học chứ là sao? Cấp học được đúng không? Mình là thanh niên gương mẫu mà chúng tôi đang tính tới trường, và cuối cùng là chúng tôi tới phải một cái lâu đài kỳ lạ. Ok, nói chuyện kiểu này thì công an nó bắt là phải. What the? Nè, đưa cái cặp của mày đây. Mà tụi bay tốt hơn hết là đừng có chơi thuốc nha mày.
Ô, mấy ông này nghĩ mình chơi thuốc thiệt luôn hả trời? Mấy mình nghĩ, ông nghĩ là tôi chơi thuốc thiệt luôn hả? Mày có phải là bạn của thằng này không? Bạn thằng tóc vàng nè. Never met him. Có thể là vậy. Chưa từng gặp bao giờ. Thằng này ăn hiếp tôi. Không phải. Mình nghĩ là mình không nên chạy đâu. Dù gì nãy giờ mình cũng thoát ra cung chung đó. Thì nếu mà mày là bạn của nó thì mày đáng lẽ phải đi trường và dẫn nó tới trường, ok? Mình đi phải dẫn này. Nhưng mà tôi đang cố nói là tôi không biết cái chuyện gì hết, chuyện gì đang xảy ra hết. Và chúng tôi đã đi qua cái trường Sujin trên con đường tới đây. Và thật sự là chỗ đó không có cái gì khác thường hết. Không có cái gì khác thường, cho nên tại sao mấy chú cứ phải nói là có cái lâu đài con mẹ gì đó. Mày nghĩ tao sẽ tin sao? Ông đó đã đặt tên mấy ông này là Arrestive Officer, là những cảnh sát manh động. Manh động. Cái Arrestive nghĩa theo nghĩa khác, nhưng mà ý là mình dịch cho đúng cái ý mà mình muốn nói là cho vui vui thì nó hơi manh động. Còn Arrestive cái nghĩa chính thì nó khác, cho nên những đa phần mình sẽ dịch sao cho nó dễ hiểu nhất và nó thoải mái nhất cho các bạn coi. Các bạn sẽ thích hơn, ví dụ vậy. Thì cái tập trước các bạn cũng đã góp ý là mình nên như thế này thì nó sẽ hợp lý nhất, là cái game này cũng một cái game đặt nặng về cốt truyện, cho nên nếu chúng ta không dịch nhiều thì người coi sẽ ít thấy cái hay của tựa game này, và cái cốt truyện nó sẽ khó tìm hiểu hơn nếu mà chỉ coi bằng cái kia không. Nếu mà mày còn nói những cái gì mà vô lý nữa thì chúng tao, ôi lộn, đáng là mày không nên kêu chúng tao thì nó hơi kỳ. Chúng tôi sẽ liên lạc với trường của mày. Và đó là cái gì mày muốn hả? Ok. Ê ê, thằng tóc xoăn kia, mày nói gì đi chứ? Ai đúng. Mình đi thôi nào. Chúng ta không muốn bị chạy học đâu. Mình nghĩ là mình không muốn bị chạy học đâu. Nhưng mà cái đó không phải ý tao muốn nói. Chứ ý mày muốn nói là cái gì? Mày kêu tao nói cái gì đó, nhưng mà giờ tao nói cái mày kêu là mày không phải ý của mày muốn nói rồi sao? Ê, đợi một tí nè. Cái thằng này có thiệt không vậy? Nó đi thiệt luôn. thằng tao săn nó đi thiệt luôn. ok, tao đi liền. Bị cảnh sát đuổi rồi. Không công nhận nó cũng phản ánh cái đời sống của Nhật, nó cũng đúng chứ, là về bên Nhật thì mình có nghe nói người bạn mình học bên Nhật á, thì họ cảnh sát rất là nghiêm ngặt. Và nhất là gần đây các bạn thấy cái nghe vụ cô bé người Việt mà bên Nhật bị sát hại á, thì đó cũng là một cái những cái lý do mà tại sao người Nhật rất là kiểm soát chặt chẽ về cái vấn đề này, và cảnh sát lúc nào cũng đi tuần tra và bảo vệ cho em hay gì đó. Thậm chí là thanh niên như mình cũng có thể, nhưng mình không có rành, nhưng mà việc mà bảo vệ cho em luôn là đặt hàng đầu. Thì các bạn đọc báo các bạn cũng thấy rõ rồi, và cảnh sát rất là nghiêm ngặt, cũng là một phần tốt. Và tại vì mình có nghe nói thì Nhật là một trong những nước có an ninh khá là tốt, và cũng đó cũng là lý do tại sao mà thường là người Nhật thường cho con tự đi học. Nhưng mà đáng tiếc là xảy ra cái vấn đề là vụ sát hại cô bé người Việt trên đất Nhật, mình cũng thấy là khá là đáng tiếc. Tuy nhiên thì mình nghĩ là mình nên quay trở lại vấn đề là chúng ta đang chơi game mà, đúng không? Nhưng mà cũng chỉ nói muốn nói cái cảm nghĩ của mình về cái vấn đề đó thôi, cũng khá là nhức nhối ha. Nhưng mà tính ra nếu mà sống ở Nhật cũng đáng sống á chứ. Có hơi tổ lái một tí, nhưng mà chia sẻ một tí. Minister of Transport, về cái này là chủ tịch của cái ngành giao thông vận tải gì đó, là đã vừa công bố từ chức. Ôi vãi, công bố từ chức. Là hình như là cái tập trước chúng ta thấy là ông kia ổng lái xe nguyên cái, không phải cái ông mà lái tàu á, ổng lái nguyên cái đoàn tàu vô cái chỗ kia gây chết người gì đó, và gây một cái tai nạn rất là thảm khốc. Thì các bạn nào coi tập trước các bạn cũng đã thấy rồi, thì lần này thì ổng từ chức. Ông bộ trưởng bộ giao thông vận tải á. Giờ mình mới nghĩ được cái từ đó ta. Bộ trưởng bộ giao thông vận tải. Thì mọi chuyện đang xảy ra đúng như kế hoạch. Ủa sao cái ông này nói chuyện ngổ ta? Đúng như kế hoạch là tức là sao ta? Ông lên kế hoạch để ông đuổi ông kia xuống hay sao? Say Nishima does remind. Cái đó gợi nhớ cho tao. Say Nishima, cái tên quen. Hình như là cái bà mà lúc mà tập 1 mà mình bị bắt á, và bà làm luật sư, bà đi vô bà nói chuyện với mình á, thì cái đây là chúng ta đang gợi nhớ trong lúc mình nói chuyện với bà nè. Thì bà hình như bà tên là Sei Nishima. Ok, còn gì nữa không?
Có lẽ chúng ta nên để đó, vấn đề đó cho qua đi. Cho nên cho qua vấn đề đó đi. Ok. Cái bé khá là khoai. Ù, tới giận chưa luôn hồi nãy giờ chúng ta chỉ mới từ sáng tới trưa luôn. Cái đây phải thật không vậy? Không có ai đuổi mày đâu. Mình nghĩ là chúng ta đi chung đường mà vấn đề đang xảy ra gì. Và cái điều đó là cái điều mà tao cũng đang muốn hỏi mấy chú đây. Tôi cũng đang muốn hỏi mấy chú đây. Chúng tôi vừa mới nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát. Vậy là cái đám cảnh sát đó theo dõi chúng ta sâu cho cùng. Và nó đó là hiếm khi mà mấy đứa đi một mình ha. Thấy chú đi một mình ha. Mấy chú đi vòng vòng ở đâu cho tới cái giờ khác này, sao giờ mới xuất hiện tại trường? Một tòa lâu đài. Thằng này nó tính nó khai thiệt luôn không? Nếu mà mình làm thì nghĩ mình chắc mình nên chém gió mà mình nên để chị nó sang một bên, tại nếu mà mình kể ra thì người lớn hay ai cũng thấy dư sức thấy là chuyện đó nó vô lý tới mức độ như thế nào, đúng không? Vậy thì mày không có một cái ý định nào để đưa ra một cái câu trả lời thật tình nhất có thể sao? Là tức là sao chú cứ phải nói dối hoài vậy? Cái vấn đề cái chuyện gì đang có vấn đề gì với cái lâu đài này, ý chú là sao? Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Ủa cái gì đó đây? Kamoshida. Cái ông tập gym. Ông thầy giáo xịp hồng. Ủa má, giờ ông xuất hiện đây. Chú có thể nhìn chú có vẻ như là hơi bất cẩn đó Sakamoto. Có vẻ như một có gì đó khác so với những gì mà mày ở lộn, những gì mà chú nói vào cái tập buổi tập sáng hôm qua cho cái đội gì đó mình không rõ nữa, track team. Im đi. Cái đó là lỗi của ông đó. Ông kia nói thì tại sao chú có thể nói như thế với thầy Kamoshida? That's much leeway left for you. You know, không còn cách nào nữa cho chú, phải không? Chú biết không? Chú nếu mà chú cứ hỗn lái thế này. Đây là cái ông này, người đàn ông mà đã xử lý chúng tôi. Chú có muốn bị đuổi học thêm một lần nữa không? trong bất kỳ trường hợp nào, chú cũng phải giải thích về việc mà chú hôm nay chú cấp học, ok? Đi theo tôi. Oh, what? This is bullshit. Đây thật là các bạn cũng biết rồi đó, bullshit. Đi theo nào, chúng ta... tôi đáng lẽ phải xem xét lại. Tôi đáng lẽ cũng phải cần phải xem xét lại luôn. Và cứ cho là chúng ta đều có lỗi đi. Hôm nay nói chuyện bên ngoài cũng nếu như thầy đã nói như thế, hôm nay nói chuyện cũng khá là ngọt ngào, nhưng mà ý là bên ngoài thấy cũng nói chuyện cũng lịch thiệp đấy chứ. Thì lát nữa mình sẽ giải thích tại sao cái nội dung này như thế nào và tại sao ông này cư xử, thì mình sẽ giải thích sơ và mình có đọc một cái phần plot chuyện và nó giải thích cái này như thế nào, để cũng không phải spoiler nhưng mà nó giải thích những cái vấn đề nãy giờ bạn chưa hiểu, có thể là bạn còn đang bối rối về vấn đề này như thế nào. Ok đây. Và còn chú vẫn phải đi chung với tôi. Đó thật không phải là chấp nhận được. Tại vì về việc mà chú đi học cực kỳ trễ. Ừ, cũng đúng. Ok đi thôi, này hạ giọng rồi. Tiện thể là chú là học sinh mới chuyển đến phải không? Nghĩa của ta. Đúng rồi, dạ con đó thầy, con mới chuyển tới là thầy. Thầy dắt con vô với. Nó thanh niên lườm thầy đi học mà. Làm gì mà phải đá lông nheo với thầy giáo ghê vậy. Thầy kiểu không quan tâm. Chúng ta đã gặp ở đâu đó trước chưa? Hoàn toàn chưa. Chẳng lẽ mình nói tại lâu đài không? Tôi đã thấy một cô gái trong cái xe của tôi thầy. Mình nghĩ là mình nên nói chuyện thực tế tới đi. Tại cái chuyện mà vấn đề về lâu đài thì mình nghĩ là mình nên bỏ cho bản thân và chúng ta xử lý nó sau. Tôi đã thấy một cô gái trong xe của thầy. Lần trước là mình có gặp nó vì nó chở nhỏ kia. Nhỏ mà chị đẹp á. Nhỏ chở ông thầy chở nhỏ kia nhưng mà mình không có đi. Đúng rồi, tôi đã nhớ rồi. Tôi đã nhìn thoáng qua
Rồi ngày hôm nay đi coi. Tôi hơi chắc chắn là chú đã nghe được, nghe thầy hiệu trưởng nói rồi đó. Nếu mà chú gây ra bất kỳ vấn đề nào thì chú sẽ bị đuổi học, hiểu chưa? Ok. Tôi hiểu. Cái này mình cũng không rõ, overlook. Chúng ta hiểu rồi, được rồi. Với bất kỳ mức độ này, hãy di chuyển vô nhanh đi và tới cái phòng mà phòng như cái này mình không rõ nữa, và phòng như phòng văn phòng hay sao, và hình như là cô Kawakami đang đợi á, đang đợi đợi mình hay sao á, hình như là cổ là giáo viên chủ nhiệm mình hay phải, mình không rõ nữa. Tại vì lần trước mình gặp cổ là cổ kêu là cổ là sẽ là giáo viên phụ trách mình, và cổ rất là nản khi vậy cổ phải gặp mình. Và cái đấy lần đầu tiên mình thấy giáo viên mà nói chuyện với học sinh, nó không phải nói chuyện học sinh mà nói chuyện với bản thân, mà nói chuyện kiểu khinh học sinh tới mức độ luôn á. Ý là nếu mà bạn thấy giáo viên Việt Nam thì họ cũng ít ra họ cũng bên ngoài họ tức với học sinh, nhưng bên trong họ rất là thương học sinh. Nhưng mà bên đây mình thấy hướng ngược lại. Nhưng mà nãy giờ cô đã nói thì cái game này nó phản ánh đời sống của Nhật khá là nhiều, thì các bạn có thể mong chờ là cái bạn sẽ hiểu được một số cái văn hóa của Nhật Bản. Từ game này nó rất là Nhật Bản, rất Nhật Bản. Và good luck train, chúc chú may mắn với cuộc sống trường học mới. Ok thầy đi đây, bye bye. What the fuck, cái gì mà nó nhảy ngày ghê vậy, nó nhảy ngày tới tháng 5 luôn, ghê thiệt. Thì mình cũng muốn giải thích luôn, thì chúng ta cái game này Persona, tức là cái game này mình chỉ nói sơ luôn cái vấn đề nào mình có nói là tại sao mình cần phải giải thích để chúng ta đảm bảo là các bạn hiểu cái cốt truyện á. Thì cái tựa game này nó đơn giản là khi bạn đột nhập vào trái tim của mỗi người, tức là hàng này sẽ có một cái ứng dụng hiện lên, thì bạn coi tập trước bạn có thấy, thì khi bạn bấm vào ứng dụng đó nó sẽ dẫn tới một cái thế giới gọi là thế giới gì đó đó, và chúng ta sẽ vô một cái lâu đài. Thì mỗi cái lâu đài tượng trưng cho một cái trái tim của mỗi người. Thì nãy chúng ta vô cái lâu đài của cái ông thầy, thì ổng có những cái tính cách gì của ổng sẽ hiện trong cái lâu đài đó, và chúng ta sẽ thấy, thì điển hình chúng ta thấy là ổng thích mặc quần xì hồng với cái áo choàng, thì mình thấy ổng biến thái tới mức độ nào. Nhưng ở ngoài đời thật á, ổng lại đối xử rất là bình thường. Ổng cái bề ngoài nó không hề giống với bất kỳ những gì mà các bạn từng nghĩ về một, ví dụ như là bên ngoài thì ổng quá tốt, nhưng mà ở bên trong ổng biến thái ngầm thì sao, đúng không? Biến thái ngầm, đúng nghĩa ngầm luôn á. Thì đó là cái cách giải thích cho cái tựa game này như này. Thì chúng ta đang trên một nhiệm vụ là chúng ta sẽ dùng persona để đi hạ những con boss sau này sẽ là thầy giáo gì đó đó, và chúng ta thay đổi cái trái tim của họ, làm cho họ thay đổi cái tính cách luôn. Và có lẽ một ngày tới ngày nhìn có vẻ là ổng rất là bình thường, nhưng mà ổng hướng lên cái ổng này nọ thì ai biết được, đúng không? Tại vì cái tính ổng biến thái thật sự mà, chỉ là ổng không thể hiện ra thôi, nhưng mà không có nghĩa là ổng sẽ không bao giờ ổng thể hiện ra. Tức là một ngày ổng hứng lên cộng cũng có thể nói này, ổng biến thái thì sao, ai biết chuyện gì sẽ ra. Thì chúng ta đang trên đường thay đổi trái tim của một người đó, hay ức là thay đổi cái tâm thức của một người đó. Thì cái tựa game nó là vậy, đơn giản là vậy. Thì mình nói vậy thôi, cái nội dung để các bạn dễ hiểu tại sao mà ổng như vậy. Và chúng ta sẽ còn rất nhiều con boss, nhưng mà cái đó mình không biết và mình chưa chơi, và chúng ta vẫn chưa spoiler được nhiều. Thì quay về cái vấn đề cái cutscene này để chúng ta giải thích luôn, mình sẽ giải thích luôn. Một cái trường học biến thành một cái lâu đài và một con mèo biết nói. Mày chơi thuốc quá liều hả con? Tôi sẽ bó tay với mày nếu mà mày cứ đùa như thế. Ok, nói sự thật đi. Cái này mà cũng hơi khó tin nếu mà mình là nhỏ thanh tra này. Và tôi sẽ muốn bạn tiếp tục với câu chuyện của bạn, ok? Nhưng mà lần này nó chuyện thiệt một tí. Cái người mà nhận được cuộc gọi của cái gì đây, calling card, cái tấm thẻ bài đang gọi á, từ những tên trộm bóng đêm, tên trộm bóng ma, tức là ý bà này kêu là, tức là cái người mà nhận được cái lời kêu gọi của tên trộm bóng đêm đã từng là một kẻ chuyên thi đấu Olympic, nhận được khá là nhiều huy chương. Ví dụ vậy thì để coi, có thể là đang nói về ông thầy giáo của chúng ta.
và ngay tại trường học Sujin luôn. Và giáo viên thể dục Suguru Kamoshida, nếu mà thật là những gì mà ổng đã làm là tội ác, thì bao gồm cả cái ham muốn của ổng, thì ông ấy đã ông ấy đã thú nhận hết tất cả cái điều đó, từ tội ác cho đến mấy cái ham muốn của ổng rất biến thái mà, theo mình nghĩ là vậy. Thì đáng lẽ ra cái đó thì phải có một cái sự liên kết gì giữa mình với cái ông này khi mà chúng ta vừa mới chuyển đến cái trường này, cũng đúng. Mình thay đổi trái tim của ổng mà ổng thấy sau này ổng tới tội lỗi của ổng mới khai ra hết á. Và tại sao là chú lại nhắm đến cái ông này? I'll tell you later. Tôi không muốn nói, tôi sẽ nói cho bạn sau. Mình này tại là cũng chưa muốn nói lắm. Đó không thể là chấp nhận được. Hãy cố mà nói lại thêm một lần nữa coi. Ok, cũng không thành vấn đề. Ok, chúng ta có cái tóm tắt đã được cập nhật, cái tóm tắt của câu chuyện tới cái thời điểm hiện tại đã được cập nhật. Ok. Và để chúng ta muốn coi thì chúng ta sẽ bấm nút tam giác và mở cái menu lên và bấm story, bấm câu chuyện. Ok, cũng không quá khó hiểu. Hiện tại là chúng ta đang vào buổi trưa ngày 4 tháng 11 hay là ngày 11 tháng 4 ta? 4 tháng 11. Có lộn, 11 tháng 4 vô lộn. Và cần phải tới cái văn phòng rồi nè. Chúng ta cần phải sống một cách chân thật. Honest student, head to the faculty office, go to second floor. Đây coi này, nó bán gì đây? Đây là căng tin trường học. Và không có bất kỳ cái bánh mì nào đây đặc biệt mà tôi thích. Đấy là tôi thích mà đặc biệt, ý là mình không thấy bánh mì nào mà đây bán ngon. Nhưng mà chúng ta cần phải đi lên lầu 2 ra. Lầu 2 lên hướng nào? Này là ra sân tập thể dục. Lầu 1, hiện tại chúng ta đang ở lầu 1, nó kêu chúng ta lên lầu 2 tới cái cầu thang ở đây nè. Đứng nói gì này, tụi nó chít chát gì nó cũng hiện lên đó nè. Nói nhiều quá con. Mà nó còn này nó xấu mình hay sao á. Chúng ta đang tới lầu 2 nè. Head to the faculty. Okay. Cái phòng nó nằm đâu ta? Mình không có hiểu tiếng Nhật. Nó ở đâu? Chúng ta còn phải tới cái văn phòng nó nằm đâu ta? 2B rồi. Ồ, cái văn phòng nó nằm đâu nha? 2D. Chỗ này D nè. Cái này gì vậy? Nhìn nó làm thiết kế đẹp ấy chứ. Nhưng mà bị cái game này, nó do là một, nó cũng khá là tuyến tính một số vấn đề, nhưng mà nó vẫn không lên nổi 60fps là cái điều mà mình thấy hơi lạ ở chỗ này, tại cái game nó khá là tuyến tính luôn á. Nó hay nhưng mà nó tuyến tính. Nên cái điều là cái game này nó dư sức có thể lên được 60fps nhưng mà nó không lên được. Faculty office. Nhà đây là nhà vệ sinh nè, để coi vô nhà vệ sinh thấy có gì không. Hình này nhà vệ sinh nam nè, nhà vệ sinh nữ nè, vô nhà vệ sinh nữ coi. Tôi không có cái lý do nào để vô nhà vệ sinh nữ. Ok, cũng đúng. Tới giờ tới lượt mình biến thái. Từ đây tự muốn vô nhà vệ sinh nữ coi có mẹ gì không đó. Mình vô không được mày, buồn vãi. Ok, mình vô nhà vệ sinh nào làm gì đó, cái đó quá bình thường rồi. Coi, cái văn phòng nằm đâu ta? Classroom building. Classroom building, cái này mình không rõ nữa ta. Có lẽ mình phải qua cái practice building rồi, có vẻ là nó sẽ nằm bên kia mình nghe vậy. This way the focus should be in this building. Rồi ok. Tức là cái văn phòng kia nó chỉ nằm trong cái tòa nhà này thôi, đừng đi xa quá. À đây nè, đây nè. Ồ giờ mình vô đại thì nó hiện luôn à. Đến thời gian phải vô rồi. Vô nói chuyện coi. Cô ơi, khỏe không cô? Mới gặp qua hôm nay sao nói chuyện nhìn có vẻ mệt nhọc quá vậy? Thật không thích tin được.
Chỉ mới có nửa ngày thôi, chúng ta đã nửa, chú đã đi học trễ nửa ngày rồi đó, trong cái ngày đầu tiên học. Chú thể nào giải thích được không? Tôi đi lạc, tàu tới trễ. Tôi ở trong một cái lâu đài. Cái vấn đề mà tàu đi trễ là cái thứ mà khó thể chấp nhận được ở Nhật. Là mình nghĩ là Nhật nó rất là có kỷ cương nề nếp, và nó theo một cái chu kỳ nhất định, và không thể nào mà nó trễ lịch. Tại vì một khi mà được tàu trễ là bên đó họ sẽ đưa một cái lá thư và họ sẽ xin lỗi và gửi cái đó cho tới những người nào đi tàu để họ có thể trình cho công ty này nọ. Tại người Nhật theo mình biết á, mình có đọc một số vấn đề thì họ rất là kỹ với cái vấn đề này, họ không thích kiểu người nào mà lầy lội như vậy. Họ kiểu như là họ phải theo nề nếp nhất định thì, và họ có tự lòng tự tôn khá là cao, đúng không? Mình nghĩ là mình nên nói là chúng ta đi lạc đi. Ok. Và làm tới quái nào mà chú đi lạc được mà lâu như thế này. Giờ chúng ta gần tới giờ ăn trưa bà rồi. Giờ bà mới căng mắt ra bà nhìn luôn rồi. Có thể là nó thật sự là nếu mà em chưa quen tới cái khu vực này á thì, nhưng đáng có thể nói là em có thể là em chưa quen với cái chỗ này, nhưng mà như thế thì quá trễ. Em có thể sắp xếp lại bản thân được không? Và tôi chỉ đưa ra một cái lời cảnh cáo nho nhỏ nhẹ. Tôi đã đưa một lời cảnh cáo nhẹ vào ngày hôm qua rồi mà tại sao? Nhưng mà chuyện quan trọng hơn thì tôi đã nghe là bạn đã bị em đã bị bắt đi cùng với Sakamoto, đúng không? Tôi không còn một cái lựa chọn nào khác. That's cái thằng Sakamoto đó hả? Ok. Ý là sao ta? Mình không có sự lựa chọn nào khác, mình ý là mình phải đi với nó hả? Ok. Lắc đầu nữa bà nội. Cái này là vô tình thôi mà. Tự nhiên cái nó vô nói chuyện mình cũng không biết gì đâu ta. Đừng có liên quan tới cái thằng đó, ok? Là tức là đừng có thằng đó chỉ có gây đến rắc rối thôi, chứ đừng có chơi với thằng đó, ok? Và thanh niên đó trước đây thì không có như vậy đâu. Và khi mà thanh niên đấy luôn tập trung thời gian của mình vào cái công việc và vấn đề này nọ, có lẽ một cái vấn đề nó đẩy thanh niên tới một cái bước lầy lội hơn chẳng hạn. Thôi kệ đi, và chúng ta gần tới nghỉ, cái giờ nghỉ gần hết rồi, và club học sẽ kết thúc vào cái tiết thứ năm vào ngày hôm nay, vì hôm nay chúng ta có cái sự cố về tàu điện ngầm lần trước á, do vì vậy cho nên có thể chúng ta sẽ được nghỉ sớm hay sao á, tới tiết năm là đã về rồi, mình nghĩ là vậy, nghỉ sớm hay gì đó, do là tàu điện có bữa mới bị tông gì á, tai nạn á. Và tôi sẽ cần em giới thiệu bản thân với cả lớp, ok? Đi theo tôi. Đi học cái gì mà trễ vơ cơ lờ, là mình nhớ thầy cô giáo hồi đó ha. Cái cách nói chuyện cũng y chang vậy luôn. Nhân tiện và khi mà em giới thiệu bản thân á, làm ơn hãy nghiêm túc về cái vấn đề đó, thậm chí là nếu mà em đang xạo quần với cả lớp, ok? Và đừng bao giờ nói những gì không cần thiết, ok? Ok, đi theo tôi. Đi đi, nó làm những nhỏ nhìn ghê vậy. Nó chờ thông bạn. Rồi, mày có nghĩ là thằng đó là thằng đó không? Mình dịch cũng hơi bựa, thằng đó là thằng đó. Cái thằng mà mấy bữa nay có tin đồn á, về cái thằng đó đó, mày biết không? Ý tin đồn gì? Đi học cực kỳ trễ vào cái ngày đi học đầu tiên, thật là hết chịu nổi. Thật là thằng này nhìn cũng bình thường mà, đâu có gì đâu. Thằng này, nhưng mà thằng này có thể là ảnh hưởng tới chúng ta cái gì? Thằng này có thể sẽ có vấn đề với chúng ta nếu chúng ta nhìn thẳng vào mắt của thằng đó. Cả lớp ngồi xuống đi. Hôm nay tôi muốn giới thiệu các em học sinh vừa mới chuyển đến, Nghĩa Cú Te.
Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có anh thanh niên này học chung với chúng ta vào buổi học buổi chiều. Tại vì buổi sáng thanh niên này có vẻ như thấy không ổn. Ok, và chúng ta sẽ em hãy nói gì đó với cả lớp đi. I'm Nghĩa-cô-te. Tôi là Nghĩa-cô-te. Rất là vinh hạnh để gặp các bạn. Nín luôn để biết nói gì luôn. Cạn lời. Rồi, nói chuyện mà mình sẽ nói chuyện bình thường với thằng này đi ha. Chào các bạn, mình là Nghĩa-cô-te. Thằng này có vẻ im lặng nhờ. Tao nghĩ là thằng này đã bị bắt vì cái tội tấn công tình ở lộn tấn công người khác đúng không? Ý mình nói là tấn công tình dục vì tại lần trước nó cứu người ta chứ. Các bạn như thế. Cái chỗ ngồi của em sẽ là để coi. Đằng kia. Cái chỗ mà ngồi ngay góc đằng kia kìa. Lỗi nhưng mà những người mà ngồi gần là ngồi cần đó. Làm ơn các em có thể chia sẻ về cái cuốn sách của em cho anh chàng này. Các bạn nhìn anh chàng này đi học không có đem gì hết, không hiểu sao nó đi học được luôn. This sucks. Cái này khá là tệ đó. Well behaved student. Thanh gì đây? Học sinh có biểu hiện tốt. Nó đặt cái tên bựa. Ok. Các bạn nhìn nhỏ nó không thích mình thì phải. Đúng là well behaved student có khác. Toàn là xảo trá. Dối trá. What the fuck girl? Chưa gì mới vô đã có vấn đề rồi thanh niên. Hả? Cái gì vậy? Cô là cái cô gái ấy, đúng không? Nín luôn nhưng mà mình mặt làm gì nhìn có vẻ giận dữ quá vậy. Flashy female student. Học sinh có vẻ hào nhoáng, bóng nhoáng. Nhìn nó mặc đồ với khuôn mặt nó đẹp là chị đẹp, chị có quyền đúng không? Nhưng mà chị nín đi, chị xàm quá rồi đó. Vừa mới gặp đã xàm lờ rồi. Chưa gì vô đã xàm rồi. À, từ đây ta sẽ làm đại ca của cái lớp này, ok. Các em đã bắt kịp chưa? Ủa lộn. Mày đã thấy vấn đề đó chưa? Có vẻ như hai đứa này quen biết nhau thì phải. Kiểu đó có lẽ là thằng này có thể đánh con nhỏ đó trước khi mà chuyển tới đây. Mấy này nó nhiều chuyện vật lờ luôn á. Có lẽ là cô ấy, cái con nhỏ đó đang cheating. Tức là đang dối trá với thằng này khi mà nó đi quen biết với thầy Kamoshida. Ủa mà tụi này nó đồn tới mức độ vậy luôn á hả? Thêm một lần nữa và đây là Takamaki mà chúng ta đang nói tới. Đúng thật sự luôn. Ok, để coi. Cái vấn đề như vậy không thành vấn đề lắm. Ok, cái đội chơi bóng chuyền sẽ tập trung trong vòng 2 ngày nữa. Và những bạn nào, tất cả mọi người cần phải thay đổi lớp. Nhưng mà chúng ta cần phải đảm bảo là chúng ta sẽ vận dụng thời gian đó để tìm hiểu lẫn nhau. Tức là nói chuyện với nhau một tí và làm quen. Ok, và nếu các bạn đã bấm bắt được rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc học ngày hôm nay. Lớp học ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ làm, hôm nay ai có nhiệm vụ gì đó, có phải là trực bản hay gì? Hôm nay có ai, hôm nay có ai nhiệm vụ lớp nào? Có lẽ thằng nhỏ này là lớp trưởng chẳng hạn. Mọi người ơi, đứng lên. Rồi chắc học rồi đó. After school, mới đó after school rồi. Oh what the. Sao cái thằng này có nhìn thấy cái viễn cảnh mà? Có vấn đề gì vậy? Đây có phải trường học không? Đây có phải là lâu đài không? Mày nghe, đây có phải lâu đài không? Em có chắc là em đang bình thường không vậy? Có vẻ như những người, có vẻ như những người khác đã bắt đầu nói chuyện về cái vấn đề em rồi đó. Em là một trong số vấn đề đó. Nhưng mà tôi không phải là những người kể cái vấn đề đó về em cho những người đó biết. Những học sinh khác biết. Và em nhìn thấy vậy có vấn đề lắm luôn á. Tôi còn không thể được nghỉ nữa. Và tại sao tôi phải xử lý cái việc này cơ chứ? Đáng lẽ tôi phải được nghỉ. Và em nên đi thẳng
về nhà và đừng có la cà đó đâu, nghe chưa? Và Sakura có vẻ như đó rất là giận dữ rồi đó. Đấy. Và về Sakamoto. Ồ, gì đây? Vừa mới nhắc tới mày mà hiển linh vãi cái lờ luôn. Em muốn cái gì đây? Tôi nghe em mới vừa mới bị cảnh sát bắt vì cấp học ngày hôm nay, phải không? Ừ, cũng đúng. Nhưng mà nó chả là gì cả. Và em còn thậm chí còn chưa nhuộm lại tóc nữa. Về và màu đen à, giống như trường học Việt Nam á ha. Nhuộm tóc, vấn đề này họ cũng khá là nghiêm ngặt chứ. Nhưng mà nhìn mặt bả giống kiểu thôi kệ mẹ đi, nhìn mặt bả giống kiểu là bớt cần đời. Bả đi dạy mà giống như bả đi đám tang, nhưng mặt cứ đưa đá, mặt cứ như đi đưa đám vậy á. Có tờ giáo viên gì tục vậy. Xin lỗi cái nhẹ nhìn mặt này, xin lỗi giáo viên mà mắt như mắt nhìn đạn vậy. Tao sẽ đợi mày trên tuần thường, ok? Nhớ lên nha mày. Ok, tao đi trước đây, bye bye. Cái thằng này, em thấy chưa? Đó là lý do tại sao tôi không muốn em dính dáng thằng này, hiểu chưa? Thằng này như thằng khờ á, như thằng khùng á. Ừ, mình cũng thấy vậy á, như thằng khùng. Ôi vãi, mập vãi cái ái. Chắc là giáo viên gì đó đó. Và sao ông cho phép một học sinh như thế này được chuyển đến đây? À, như ông là ông hiệu trưởng phải. Và chưa gì hết là thằng này đã bắt kịp chơi chung với thằng Sakamoto kìa. Và một học sinh với cái tiền án hình sự và có liên quan tới một cái vụ án vụ tấn công gần đây, là mình chỉ giúp một cô gái đâm cái đâm ra nó kêu là mình tấn công người khác. Đúng là có tiền là làm cái gì cũng được, sửa cái vụ án còn được đúng không? Với mức độ như thế này thật là chả có lý do gì để các em tôi có thể cống hiến cho cái trường này như thế này được. Okay. Nhưng mà đừng, ông đừng có như vậy chứ. Ôi trời má, cái ông này, cái cái đầu ông hói gần hơn cái tương lai của thằng kia nữa. Má cháu chói nhìn tục vậy. Cái trường này phụ thuộc vào anh, rất cần anh, những người như anh Kamoshida. Anh là ngôi sao sáng của chúng tôi. Và nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải xây dựng một số những thứ cần thiết. Cái vấn những cái vấn đề rắc rối dường như không bao giờ kết thúc đúng không? Và hiệu trưởng Kobayakawa. Ok, tôi hiểu. Tôi thật sự hiểu. Tôi sẽ tiếp tục cống làm hết sức có thể để có thể trả lời về cái sự mong chờ của ông đối với tôi. Tuy nhiên mà tôi sẽ cố gắng, ý là ông sẽ cố gắng vậy thôi. Ok, vậy được rồi. Giáo viên mà chém chó mà cơ là hiệu trưởng nói chuyện mà nói chuyện bây giờ phải trả giá nữa. Sakamoto có vẻ như rất là nóng lòng để nói gì đó. Chúng ta phải lên tầng thượng thôi. Hay chắc điều này lên. Còn lên đúng không? Rooftop đây. Có một cái bảng là cấm ra khỏi chỗ này. Nhưng mà cái cửa đó được mở sẵn rồi. Đáng lẽ sau giờ học chúng ta phải về, chúng ta lên đâu, lên sân thượng làm cái gì đúng không? Mày đây rồi, chú đây rồi, khỏe không? Xin lỗi vì đã gọi bạn lên đây. Tôi cá là Kawakami đã nói với bạn về những cái việc là đừng có dính dáng tới tôi đúng không? Nope, không. Làm sao mày biết hay vậy? Cô ấy nói là mày là rắc rối. How would you know? Tại sao chú biết hay vậy? Dễ đoán quá mà. Thêm một lần nữa, chúng ta đang cùng hộ cùng thuyền, ok? Và tôi nghe nói là chú dính vào cái gì tiền án hình sự, ok? Và mọi người đang nói về cái vấn đề đó. Cả trường đều đang nói, vì tôi cũng đó không khác gì mày, cho nên chúng ta có thể nói chuyện. Để coi. Ủa gì, cái vốn vậy là những cái chuyện gì nãy giờ xảy ra là sao? Ý mà mày biết rồi đó, và chúng ta mém nữa bị giết trong cái lâu đài đó. Và đó chắc chắn không, và đó không phải là một cái giấc mơ đúng không? Và chú nhớ cái điều đó mà phải không?
Ừ, tôi biết. Tao không biết cái này nó hơi dối lòng hả? Yeah. Có thể là do chúng ta đều nhớ nhưng mà nếu mà chúng ta đều nhớ thì nó cũng không có ý nghĩa gì mấy, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu vấn đề như thế nào đã. Ok, ý tao là thậm chí nếu đó chỉ là một cái giấc mơ thì mày cũng đã cứu tao khỏi cái ông thầy Kamoshida rồi. So yeah, cảm ơn Nghĩa, ok. Cuối cùng cũng tươi ra được cái, cũng có cảm ơn. You're welcome, không có chi. Nhưng mà này, Kamoshida mà chúng ta đã thấy đó lần kia, nhưng mà chúng ta đã thấy trong cái tòa lâu đài đó. Chú có thể là không biết về vấn đề đó, nhưng mà chúng ta có một số tin đồn với ông thầy này. Kamoshida, cái ông thầy mà chúng ta gặp nãy hả? Sao ông thầy Kamoshida là sao? Mày biết đó, thì cái thằng cha mà gặp ngay tại cổng trường á, thằng cha khốn nạn đó, để kiểu như chỉ nó làm cái gì để cho mình cũng không rõ nữa. Có vấn đề, nói chung là có vấn đề. Không ai được nói bất kỳ về cái thằng, về cái ông nội đó, tại vì ông đó là một trong những người tham gia Olympic và giúp cho cái team bóng bầu dục của chúng ta thi đấu giải thành phố. Oh shit, ô lộn, giải quốc gia với giải quốc gia. Và cái cách mà Kamoshida là ông vua cái đó trong tại cái lâu đài đó khiến cái điều đó khá là điên rồ. Tại vì ông nghĩ ông là vua trong những cái việc ông làm, và điển hình là cái việc ông tập thể dục và ông chơi bóng bầu dục rất là kinh dị, thì ông nghĩ là ông là god về cái vấn đề đó rồi. Tôi cũng có thể thấy vậy đó, nhưng mà ông cũng có lý do để ông suy nghĩ vậy chứ, tại vì ông đem huy chương về cho trường mà, danh tiếng cho trường nữa, và thật sự là ông giỏi trong điều đó. Và tôi không biết nếu như chúng ta có thể quay trở về cái lâu đài đó được không. Thiệt luôn, mày muốn quay trở về cái lâu đài đó làm gì? Thôi mà quên đi, đó chỉ là một cái giấc mơ thôi, và chắc chắn đó chỉ là một giấc mơ. Xin lỗi vì đã kéo mày ra đây, nhưng mà cái đó là những gì mà tao muốn nói. Mày biết đó, chúng ta cũng khá là giống nhau đó. Ý tao là chúng ta đều mang cái danh nghĩa là Troublemakers, những kẻ gây rắc rối. Tiện thể tôi tên là Ryuichi Sakamoto. Okay. Tôi sẽ quay trở lại nói chuyện với bạn nếu mà tao thấy mày. Nhưng mà đừng có lờ tao nghe chứ. Ok, tao đầu gấu ở đây á. Ok, bye bye. Bye bye. Mày nó nhìn nó lạnh lùng vậy. Bye, nó không thèm bye lại luôn. Cái gì đây? Rooftop à? Giờ mới làm gì đây? Obediently return home. Tuân thủ mà về nhà một cách tuân thủ à. Ngày nay chúng ta nên về nhà vào ngày hôm nay. Mình cũng nên nghĩ vậy. Về nhà tuân thủ. Ồ, một phát về tới đây luôn, đỡ phải đi xuống ngược lại. Bữa tối rồi, chưa gì bữa tối rồi nè. Hello dân chơi. Tôi có một chú vừa mới nhận được một gọi tại trường vào ngày hôm nay, khá là thú vị đó. Và đây cũng chỉ mới là cái ngày đầu tiên, và chưa gì chú đã đi học trễ rồi sao. Cái đó là chuyện tai nạn thôi, tôi xin lỗi, không biết nói gì hết. Cạn lời. Nếu mà nói tai nạn thì nó hơi kỳ, tại vì thật sự không có tai nạn đâu hết. Nên mình xin lỗi đi. Nhận lỗi là trước đi, trước khi mà ông chửi mình. Và ở đây tao nghĩ là có thể là bạn mày đã về sớm rồi, mày đi ra khỏi chỗ này đúng giờ rồi, mày đi trễ là sao? Xem nghe cho nè. Chú cần phải cư xử sao cho tốt bây giờ, tức là đi học đúng giờ làm ơn, ok? Vì tại vì á, cuộc sống của chú sẽ bị coi như bỏ đi nếu như có chuyện gì, bất cứ chuyện gì xảy ra. Tức là nếu mà chú tôi không tuân thủ cái những gì mà quy tắc ở đây đập nên thì chú biết là chú như thế nào đó.
Và chú hiểu điều đó mà phải không? Ok. À, tôi hiểu mà. Kèn lời. Tao hiểu. Ok. Ok. Có chuyện gì vậy? Tôi đang đóng cửa, tôi tính đóng cửa quán đi. Và tôi sẽ có mặt tại đó trong vòng nửa tiếng nữa. Ê, mày đứng đây làm gì nữa? Lên giường, lên trên rồi vô giường ngủ đi. Ý tôi là tôi vừa mới thuê một thằng làm việc bán thời gian. Nửa thời gian á, ban gọi là bán thời gian á, chứ phải full time là việc đầy thời gian rồi, đầy 8 tiếng một ngày á, thì thằng này chắc là ý ông nói cho nhanh đi thôi chứ không phải là vậy đâu. Và đừng quên khóa cửa nha và tắt hết đèn. Ok. Tôi sẽ đi đây. Tôi nói rồi, thằng này chỉ là nhân viên mới thôi, bán thời gian thôi. Ồ, hôm nay nó chỉ cục xúc, nó kêu mà ông là nhân viên trong khi mình có làm gì với ông đâu. Chúng ta làm gì đây? Chúng ta sẽ sống một cuộc sống đúng nghĩa học sinh. Còn làm cái gì được chứ? Ok. Cái này là giờ mình đi đâu nữa ta? Thôi đi ngủ đi. Đi ngủ mà đi học nữa. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Có thể là những cái gì xảy ra rất là lạ xung quanh tao. Đi ngủ đi. Ngoài việc sáng dậy đi học, ăn ngủ nghỉ thì chúng ta không có chuyện gì khác để làm, đúng không? Gì đó đây? Chúng ta nằm mơ gì bữa đời vậy? Ôi lại vô cái căn phòng này, lần trước mình vô một lần rồi. Mày tới đúng lúc phải. Quỳ xuống. Tù nhân. Ông chủ chúng tôi đang muốn nói chuyện với cậu. Và đó cũng là vì cậu, cho nên hãy nghe lời ông đó, ok? Trước tiên hết thì chúng ta phải ăn mừng về cái việc đoàn tụ này. Ok. Đoàn tụ cái gì được chứ? Vì cậu đã thức tỉnh được cái sức mạnh của cậu và những cái sức mạnh đặc biệt đó. Ok. Cái sự phục hồi của cô chú sẽ bắt đầu từ đây. Sức mạnh của tôi phục hồi. Chú không cần phải hiểu đâu. Và đó là những gì tôi muốn nói thôi tại thời điểm hiện tại. Và chú sẽ được huấn luyện với sức mạnh của Persona. Cái thứ mà chú đã thức tỉnh đó vậy. Persona là gì? Theo một cách khác thì Persona là một cái khung, một cái mặt nạ, một cái bộ giáp của trái tim, một cái vẻ bọc bên ngoài của trái tim khi mà đang đối diện với những cái vấn đề của thế giới. Thì tất cả lại một câu giải thích theo tiếng Việt theo một cách hiểu sâu hơn để giải thích cho bạn dễ hiểu hơn thì nó chỉ là một cái bọc vẻ bọc bên ngoài về cái những gì bạn thực sự suy nghĩ trong lòng. Thì ví dụ như là ông thầy hồi nãy, ông có một cái vỏ bọc bên ngoài rất là hoàn hảo về một ông thầy giáo viên cực kỳ trong sáng dễ thương, nhưng mà bên trong trái tim thật sự của ông là một người biến thái dâm dê, ví dụ vậy đó. Giờ mà ông đang giải thích từ từ đây cho các bạn hiểu khi cái nội dung của tựa game này như thế nào. Và tao đang có những cái sự mong chờ rất là lớn đó cho chú. Ý là sao đó không phải những thứ mà tôi quan tâm. Cạn lời. Ok, ý ông là sao? Chú không cần phải lo, chú sẽ được học hết khi mà thời điểm tới. Ok. Nhưng mà tiện thể chú có kiểu như là cảm kích về cái người dẫn đường của Metaverse. Cái đồ dẫn đường, người dẫn đường của Metaverse là sao ta, mình không hiểu đó. Sử dụng nó sẽ cho phép chú quay trở về hoặc là đi bất kỳ
lúc nào giữa thực tại và những cái tòa lâu đài, cái palace xong với tòa lâu đài, nhưng mà ý là mình nhìn cho nhanh, chúng ta sẽ có nhiều cái tòa, những cái nhiều cái tòa palace, những cái tòa tháp, tòa thánh gì á, metaverse, cái đồ chỉ dẫn đường metaverse. Tao đã đi đính kèm nó cho cậu, và có nghĩa, tức có nghĩa là tôi để huấn luyện cậu trở thành một can trộm. Cái đó là một cái món quà từ chủ nhân của chúng tôi, chú nên giữ đó và sử dụng nó. Ok tù nhân, hãy tận tâm huấn luyện để chú có thể trở thành một tên trộm tốt. Ok. Nó sẽ rất là buồn nếu như sử dụng, nếu như chú sử dụng cái metaverse, cái đồ định vị metaverse một mình. Sẽ rất là buồn. Còn đáng lẽ chú cần phải thêm nhiều người khác. Những người nào mà chứng minh là họ có hữu dụng với đối với chú á, và họ sẽ được tặng cái ứng dụng đó cho họ đồng thời luôn. Tức là chúng ta có thể kiểu như tìm được những ai mà có khả năng như chúng ta và có thể giúp chúng ta trong cái quá trình chúng ta đi á, thì họ sẽ được cái ứng dụng đó luôn. Thì đó là cái ứng dụng mà mình nhận được mỗi khi một buổi tối á, cái hình con mắt màu đỏ á. Thì cái ứng dụng đó như là cái ứng dụng Metaverse. Nãy giờ nó nói mình cũng khá là cũng hiểu cái vấn đề này rồi. Thì cái đó là cái hướng mà chú cần để phát triển trở thành một tên trộm cực kỳ hoàn hảo. Ok, tới giờ rồi, và về đi và thưởng thức những gì mà chú có. Ok. Ok, chỗ này tự nhiên mình sẽ mỗi lần mình đi ngủ mình gặp hoài luôn. Chúng ta vẫn đang thứ hai ngày 11 tháng 4. Chúng ta sẽ chuyển sang ngày 12 tháng 4 năm 20 gì đó đó. 12 tháng 4 vào thứ ba. Chúng tôi lại có một cái giấc mơ lạ. Số mệnh và sự thức tỉnh. Và đặc biệt hơn là tôi phải dậy sớm và tới chuẩn bị cho tới trường thôi. Chúng ta vẫn sẽ không muốn đi trễ như ngày hôm qua đó đâu ha. Nó khá là phiền đó. Mở cửa. Đấy, cũng được. Chúng ta còn phải đi học thôi. Cái thanh niên lái tàu nghĩ sao về vấn đề này? Lái thẳng vào cái chỗ chạm với cái tốc độ nhanh như thế này sao? Mày không nghe nói à, cái thằng cha đó thật là không còn gì để nói luôn, mất hồn luôn, lái chuyện nó xảy ra dạo này khá là nhiều, và những cái tai nạn như thế này tại vì con nhiều người bỗng dưng mất trí, bỗng lên điên loạn phải không, cho nên mới gây ra những tai nạn như thế. Tất nhiên nó qua bình thường đâu có chuyện xảy ra, và giữa một cái nền kinh tế đang có vấn đề, và báo giờ chúng đang chỉ đăng những cái tin mà xàm xàm thì chuyện nó không quá ư là ngạc nhiên. Cái mấy anh cha này nói chuyện cũng khá là rảnh háng, nói chuyện liên tục ở đâu cũng nói. Chúng ta tới ga tàu nè, mình nghe mình quen với cái việc mà mình đi hướng đi rồi, cho nên chúng ta sẽ biết cái đường đi tới trường Sujin Academy đúng không. Chúng ta chỉ cần đi ra cái ga Ginzalai gì không, chúng ta tới luôn rồi. Đằng này là chúng ta tới luôn chứ không cần phải ra cái Ginzalai gì hơn như cái tập trước nữa. Ồ, đường phố Nhật Bản nhìn chất quá bay. Như bên đây phải mình là trường học rồi thôi. Tới nè. Chúng ta đã tới trường một cách an toàn. Nhưng mà cái tòa lâu đài đó đâu? Chúng ta đang buổi sáng đây. Lớp học tình thương. Tôi là giáo viên nghiên cứu về xã hội học.
Tên là Ushimaru. Tôi sẽ dạy các em về cái quy tắc xã hội trong năm nay. Ok. Các bạn như các em đã biết quá nhiều điều trong quá trình mà em lớn lên rồi đúng không? Ừ, để người ta chả biết điều đó. Thì trước khi mà chúng ta học về cái xã hội, học về cái luật của xã hội á, thì có thể là chúng ta hãy bắt đầu với việc mà những cái luật để trở thành một con người bình thường, của một cái người bình thường như thế nào. Ok, và hey, niên mới vô. Gì thầy? Nó mình ghét nhất là bị lên khảo bài trong khi hôm qua mình mới cúp xong. Thanh niên người Hy Lạp Plato chia philosopher đã chia cái tâm hồn của con người thành ba mảnh khác nhau. Và một cái tâm hồn được tạo nên bởi appetite, cái này là hình như là tâm hồn với cái gì nữa ta? Appetite, cái này mình không rõ nữa. Là ông hướng tâm hồn mấy câu này mình cũng không biết trả lời sao nữa. Guts, can đảm, logic, cái này bạn nào cũng hiểu rồi. Tình yêu, nghe tình yêu, nghĩ đại nha, nó hỏi mình thiệt luôn á. Tôi không mong là em sẽ hiểu, em sẽ biết. Câu trả lời chính xác là logic, nhớ nha mày. Okay. Hồi đó đi học cũng khảo bài, giờ chơi game cũng khảo bài nữa hả? Và thầy giáo của Plato, Socrates, hình như nghe tên ông ấy quen, nói rằng quỷ dữ được sinh ra bởi sự thờ ơ. Okay. Những ai mà who have been baby, những ai đã được chăm sóc từ bé và được dạy rằng quỷ dữ là tùy thuộc vào mỗi cá nhân và chỉ có thể trở thành khi mà chỉ có thể trở thành cái cặn bã của xã hội. Những người được dạy là quỷ dữ. Và cái này là mình cũng giải thích như nãy rồi nhưng cũng không có gì khác cho lắm. Đi coi, tôi nghĩ là thằng đó chả học tí nào. Mình cấp buổi đầu mà mình đâu có đi học đâu mà mình biết. Chúng ta nên tránh xa, càng xa càng tốt. Thầy giáo đang nhìn chúng ta. Nói nhiều quá con à. Những tai nạn tàn khốc và đang xảy ra với một cái mức độ chóng mặt hơn, nhiều hơn. Và những việc này xảy ra là do những hành động của những thằng cặn bã đó. Và chúng ta không cần những người như thế trong cái môi trường này, ok, hiểu chưa? Như vậy thôi hả? À, thầy giáo vãi cả lờ thì chứ. Sau trường chưa gì sau trường rồi hả? Vô khảo bài nha phát. Ê, Takamaki đợi tí. Em có cần tôi chở về nhà không? Có vẻ như mọi chuyện nó khá là nguy hiểm khi mà chúng ta gặp khá là nhiều cái tai nạn ngoài, nhất là tai nạn tàu ngầm cách đây mấy bữa. Xin lỗi thầy, nhưng mà em có một cái buổi photoshoot ngày hôm nay, chụp ảnh bikini, ảnh nude thì gì đó cho cái tin về cái mùa hè đặc biệt. So, cho nên em không thể nào mà bỏ qua được. Okay. Nhưng mà để coi, việc em trở thành một cái người mẫu thì hoàn toàn là bình thường và rất là tốt. Và nhưng mà đừng có làm việc quá nhiều nha. Em sẽ khá là mệt mỏi đó. Nhưng mà em có nhắc đến em có vẻ không mệt phải không? Có vấn đề gì không? Đúng rồi thầy, và em đang cố gắng sắp xếp để tới bệnh viện nhưng mà em quá bận. Nhưng mà em xin lỗi vì đã làm thầy lo. Em có vẻ như em rất là cô đơn và tôi cảm thấy khá là buồn về việc phải giữ bản thân của em phải tập liên tục như thế này. Bản thân của nhỏ này hả? Hình như là bạn thân nhỏ này đang học tập chung với ông thầy này. Và đó lý do tại sao mà tôi mới nói hỏi em về việc đi ra ngoài
đầu tiên. Tức là đó là lý do tại sao mà đầu tiên là tôi muốn hỏi là về vấn đề đó. Và em nhớ chân thận về cái việc má, em phải cẩn thận với cái thằng mà nhờ học sinh mới chuyển đến nha. Không phải, thằng đó có tiền án tiền sử đó nha. Sau tất cả hành điện đó có tiền án tiền sử. Và nếu có chuyện gì xảy ra đối với em chắc là phải nói với tôi. Cảm ơn thầy, nhìn nhỏ này các bé buồn buồn, nó kêu nó bị bệnh. Xin lỗi thầy, em cần phải đi trước. Bye bye. Má thanh niên có vẻ như không thích nè. Chưa giữa ra cục xúc với nhau rồi. Mình có làm gì đụng chạm tới ổng đâu mà ổng làm cái gì mà ổng phải nói mình như vậy ta. Yo man, khỏe không mày? Có chuyện gì? Mày đang tính phục kích tao hả mày? Mày nữa hả? Mày nữa hả? What's up? No. Tao đang muốn nói chuyện về cái lâu đài ngày hôm bữa đây. Tao đang cố phải nói với bản thân là cái đó chỉ là một cái giấc mơ, nhưng mà tao không thể làm được điều đó. Tao không thể nào mà cứ diễn như thế này được, không thể nào cứ cái hành động như thế này được, như thể là không có chuyện xảy ra. Và nó đều có liên quan tới cái thằng khốn Kamoshida sau cho cùng. Tao cũng thấy vậy, thằng khốn đó nói chuyện khốn nạn và cái là chưa nó đòi xúc tao mày, mày tên tên đồn ghê và cái là. Và tao đang muốn tìm ra là đang có chuyện gì tại cái nơi đó và bằng bất kỳ cách nào. Và chú biết rồi đó, và chú là người duy nhất mà tôi có thể phụ thuộc và dựa vào cái kế hoạch này về cái việc như thế này. So vì vậy chú có muốn tham gia không? Đó chỉ là một giấc mơ thôi, tao không muốn vô. Tất nhiên rồi, chuyện gì thế đây? Tất nhiên rồi, tao cũng rất là muốn. Tao ghét thằng cha đó vãi cái lờ luôn. Chưa gì đâu, ổng đòi ổng xúc tao rồi má, ổng nói chuyện tao. Thằng đó có thể tiền cái tiền sự chưa gì tạo gây ấn tượng xấu với gái rồi sao mà cua nó được đúng không? Mình đang có ý tưởng cua gái con nhà ta mà chưa gì vô rồi má. Ông kêu thằng đó có tiền án tiền sử, em đừng có lại gần nó nha. Có thằng cha nào mất dạy nhà nó không? Má nhìn tao điển dài thôi chứ tao cứu gái một lần bây giờ và giờ tao vẫn bị friend zone tới mức đội không? Cái này gọi là school zone. Bị nguyên cái trường nó zone lại luôn rồi, bị school zone rồi. Má đéo ổn rồi. Cái trường gì đâu mà nó sống nó lỗi và cơ lờ. Hết học sinh nó đồn hết tới ngày sang cái nọ gặp ông thầy nói kiểu sốc không á. Mình sống không nổi. Có vẻ như là tôi bắt đầu nói chuyện có lý với chú đúng không? Ok. Và tao nghĩ là chúng ta nên cứ thử đi và tìm cách quay trở lại về cái chỗ hôm ngày giống như ngày hôm qua đó. Nhưng mà làm sao để vô được cái chỗ đó? Nhưng mà trong khoảng thời gian từ đây tới đó thì chúng ta đang cậu đang đi tính đi tới trạm ga điện ngầm phải không? Chúng ta nên đi cùng nhau rồi sao? Thanh niên này bự nha. Đi học cái gì mà mặc áo vàng và để tóc màu vàng nữa, thanh niên này chắc là thanh niên cá biệt rồi, nó giống như ông thầy nói ha. Hãy cho tôi biết nếu như mà chú phát hiện ra điều gì đó trong tại những cái khu tòa nhà lạ khi mà chúng ta trên đường về, ok? Để có thể truy cập vào cái chỗ mà tòa lâu đài thêm lần nữa. Thằng này có vẻ như không phải là một thanh niên xấu nha. Chúng ta có thể chơi tốt với thằng này mà. Ok, thằng này cũng đâu nó xấu đâu, xấu là cái ông thầy kìa. Cái ông thầy dâm dê biến thái kìa. Có cái thằng nào ở nhà mà đội vương miện, mặc áo choàng mà chơi miếng quần xì màu hồng không? Không, có mình ổng. Và nếu như mà có một cái lâu đài khổng lồ như thế thật sự có thật á, thì tao chắc là chúng ta sẽ tìm được nó trong không lâu đâu. Và nếu như ông ta đang xây một cái gì đó giống như thế thì sao? Thì chúng ta chết chứ sao? Nghĩ sao chúng ta giờ chơi chúng ta vô lại, mặc dù mình cũng muốn vô lại để xem có chuyện gì đó. Chúng ta đã đi từ đây ra tới đó đúng không? Đúng rồi. Maybe, có thể. Nếu chú nói như thế thì tao cũng không chắc nữa. Thì do là tao không chắc cho nên tao mới nói như thế. Mày không chắc thì làm sao mà tao chắc? Tao càng không chắc thì mày cũng không chắc luôn.
Ok, đi hướng này. Nếu như chú phát hiện điều gì thì nói cho tôi biết nha. Ok, tao cũng đang tính nói vậy nè, nhưng tao không biết chuyện gì sẽ ra thôi. Ok. Cái chuyện cảnh này cũng khá là thú vị. Hả? Chúng ta lại tới trường. Chả có gì trong khoảng thời gian mà chúng ta đi từ đó tới đây. Và chúng ta cũng không thấy một cái bất kỳ một cái lâu đài nào cả. Chúng ta cần phải... có lẽ chúng ta đi lộn hướng gì đó. Thử lần nữa coi nào. Thử lần thêm lần nữa hả? Tôi đang muốn về nhà. Có thể để mai đi. Come on, you gotta stick. Mà chú cần phải... đi cùng với tôi cho đến hết chứ. Đéo, ông kia ông dữ lắm ba. Tôi cần phải về ba. Đi chú hoài, bị đuổi học bây giờ. Bị đuổi học lần rồi, giờ đuổi học thêm lần nữa, không có lần thứ hai đâu. Cũng phải đi, thằng này nhây vãi. Let's go như thế này, lại quay về chơi về trường. Thiệt hả? Các bạn như nó nhỏ hơn mà chúng ta tưởng phải không? Cũng không hẳn mình có mở, nhưng mà chú nghĩ sao vậy đó? Kiểm tra điện thoại xem. Chú có chắc là nó gần đây không? Check điện thoại coi. Tôi đã làm cái điều đó rồi và cũng chả thấy cái gì xảy ra xung quanh đây. Điện thoại hả? Cái điều đó nhắc tới về cái việc mà chú có một cái ứng dụng mà dẫn đường đúng không? Navigation app, cái ứng dụng mà dẫn đường. Tao không biết. Tao không biết là cái này có phải cái đó hay không, nhưng mà tao nghĩ là tao nghe những cái chuyện như thế giống như là nó đến từ cái điện thoại của chú á. Chú biết rồi đó, thì những cái này nó kêu là về cái việc mà chúng ta thể quay trở về thế giới thực tại và một số chuyện giống như vậy. Nhưng mà chú cho tôi xem điện thoại của chú rồi nào. Rồi đây, bấm như đúng rồi á. Nhưng mà cái ứng dụng nhìn như cái mắt này như thế nào, là sao? Nó cứ xuất hiện vậy, chứ tao nghĩ tao bị hack. Tao không thể xóa được nữa. Nhìn dễ thương ha. Mình nghĩ là cái đó đúng rồi đó. Cái gì vậy? Đúng là cái ứng dụng kỳ lạ. Đây đúng rồi, đây là cái đó này. Tôi biết mà, đây là cái ứng dụng mà dẫn đường. Nó còn hiện vào cái lịch sử truy cập của mày nữa nè. Nó hiện cái lịch sử truy cập nữa nè. Oh man, tao đúng là thiên tài. Để thử sử dụng nó coi nào, xem gì sẽ ra. Nhưng mà tao không biết chắc vì điều này nha. Tao không biết phải làm như thế nào. Thì tao sẽ làm điều đó cho mày. Ok. Kamoshida, trường học Sujin, một cái dâm đảng biến thái, cái lâu đài bắt đầu định vị. Đúng rồi, ngon rồi. Chúng ta đi vào cái hướng nhất định thì và chúng ta sẽ gì vậy chú, sao vậy hả? Chuyện quái gì xảy ra vậy? Đó là cái lâu đài vào từ ngày hôm qua kìa. Đúng rồi, chúng ta quay trở về cái lâu đài rồi. Quá dữ. Và nó nè. Chúng ta đã quay trở lại, có nghĩa là những cái gì mà xảy ra vào ngày hôm qua đó là thật. Và thậm chí những cái bộ quần áo ngày vào ngày hôm qua nó cũng đã xuất hiện trở lại. Shit, cái gì? Giống như nó đã xảy ra vào lần trước đúng không?
Nhưng mà cái vấn đề với cái bộ double đó như là như thế nào? Thì mình chỉ đeo khi nào đeo mặt nạ lên thì nó mới hiện hay sao? Tao không biết. Không quá tệ phải không? Mày ghen rồi, mày gato à? Cũng không quá tệ phải không? Thấy được không? Nhìn ngầu không? Mày thích nó hả? Ừ, tao thật sự tao thích cái này, nhìn ngầu phết đấy chứ. Đại diện đang xảy ra ở đây vậy? Chuyện này không, thật sự không có nghĩa lý gì hết. Thật không hợp lý thế nào. Ôi con mèo. Ê con mèo đó nè. Hey, what's up? Mèo đó nè. Đừng có đùa giỡn nữa coi nào. Gì đây? Chú nữa hả? Và tụi bóng đêm, tụi bóng ma đang bắt đầu có vẻ như đang có những cư xử rất khá là lạ. Và tao còn phải... tôi vừa mới tới đây đang tự hỏi là chuyện như thế xảy ra. Và bắt đầu nghĩ là có thể là mấy chú sẽ quay trở lại tại cái đường vô, nhưng cái chỗ nhưng mà cái chỗ mà chúng tụi bay đã tìm cách thoát ra. Nhưng mà chỗ này chỗ nào, có phải trường học không vậy? Đúng rồi, đây là trường học nè. Còn phải hỏi nữa. Nhưng mà đây là cái lâu đài. Nhưng mà cái lâu đài là cái trường học. Nhưng mà cái điều là chúng ta theo cái luật của cái trường, của cái lâu đài này thôi. Không rõ nữa. But only to discuss the ruler, tức là kẻ thống trị cái lâu đài này. Đây là cái lâu đài mà nó chỉ phục tùng cái kẻ thống trị của lâu đài này. Cái kẻ thống trị của lâu đài. Kẻ thống trị, tôi nghĩ là cậu gọi ông ta là Kamoshida. Và tôi hiểu đó là cái cách mà cái trái tim này thể hiện về cái trường này. Nó khá là không tốt tí nào. Tức là ông nghĩ về cái trường này như là một cái lâu đài đó. Ông Kamoshida. Kamoshida không tốt. Vậy giải thích theo cái hướng nào mà nó nghe hợp lý tí coi. Dạ, ta không mong chờ là những cái thằng mất dạy như mày lại hiểu mấy cái vấn đề như thế này. Con này nói chuyện cột xuống vậy. Nó kêu này là moron luôn. Dạ vậy, nhưng mà con này dễ thương chứ. Được cái hình vẽ nó dễ thương phết. Mày vừa mới nói gì? Ê, bình tĩnh đi mày bò. Chúng ta không tới đây để cãi lộn, ok? Chuyện này sẽ ra vậy? Có vẻ như là tụi nô lệ ở đây. Thiệt luôn hả? Cái đó không đùa thiệt. Và chúng ta đã thấy những cái thằng mà bị bắt vào ngày hôm qua, bị bắt ở đây vào ngày hôm qua, thì tao khá là chắc chắn về cái việc mà chúng nó đến từ cái trường của chúng ta. Ok. Và hầu như hết là nó nằm trong cái yêu cầu của Kamoshida. Và nó không có gì khá là đặc biệt. Và nó như chuyện thường ngày ở đây. Và mày biết không, có nhiều chuyện hơn nữa là hai chú đã thoát ra khỏi chỗ này vào ngày hôm qua. Và thằng cha đó có vẻ như là đang nổi điên hơn bao giờ hết. Cái thằng cha hung nạn đó, son of a bitch. Ok, Ryuji. Đây thật là hết sức chịu nổi. Hung nạn. Tôi phải làm gì đây? Ông nghe thấy tôi với Kamoshida, ông nghe rồi chứ? Làm như thế đó, cửa nó sẽ không mở đâu, mày biết điều đó mà. Nhưng mà cũng đúng là chú có cái do của chú. Hey Mona. Tên tao là Morgana chứ phải là Mona. Nhưng mà chú hãy gọi tôi là Mona Lisa. Chú có biết cách mà những cái giọng nói đó từ đâu ra không? Chú có biết cái những giọng nói đó từ đâu ra không? Ý chú là chú đang muốn tôi dẫn chú đi những chỗ như vậy sao? Chú tới cái chỗ giọng nói nó phát ra sao?
cái tôi thể có thể hướng dẫn chú tới đó, nhưng mà nếu như thanh niên tóc xoăn này đi với chúng ta, đi nào, không thể nào. Nhưng mà tại sao là tôi đi luôn, sợ vô mẹ gì, let's go man. Ok đi nào. Đồ, thiệt luôn hả? Thanks man, cảm ơn nha, dừng chơi. Đi nào, đi theo tao, ok. Đây là cái chỗ mà chúng ta đột nhập vô. Infiltration point. Ok, ta có thể thấy điều đó. Đây là cái chỗ mà chúng ta vừa phát ra lần trước mà, phải không? Đúng rồi. Nếu chúng ta không cần phải đi vào cổng chính, đó là một cái cách mà một trong những cái cơ bản nhất của kẻ ăn cắp 4A. Có nghĩa là chúng ta không đi cổng chính, chúng ta đi những ống gió vô và chúng ta ăn cắp trái tim của người này này để chúng ta thể thay đổi trái tim của họ. Và đó là những cái gì mà đáng lẽ chúng ta cần phải biết, đúng không? Nhưng mà tôi sẽ đảm bảo là tôi sẽ hướng dẫn cho mấy cậu, dạy cho mấy cậu trong lúc chúng ta đi. Nhưng mà giờ chúng ta cần phải đi theo tôi. Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu vô những cái thứ như thế này, nhưng mà tôi chỉ không thể nào tha thứ được cho cái thằng cha Kamoshida đó về việc mà ông ta đã làm và những gì mà ông ấy đã làm. Nhưng mà thật sự thì cảm ơn vì đã theo tôi trong khoảng suốt thời gian qua, và tôi nợ cậu lời nợ tôi nợ cậu khá là lớn. Ok. Đây, cái chỗ này là Old Castle đây. Cái chỗ này nó vẫn rất là creepy như mọi khi. Nhưng mà giờ chú mấy chú chỉ cần đảm bảo là làm những gì mà tôi chỉ, ok. Mẹ chạy mà có cái chân quay không có dễ thương giống phim hình á. Đi theo tôi nào. Ok. Và mình nghĩ là cái tập này cũng khá là dài rồi, các bạn, mình sẽ tạm dừng ở đây và hẹn lại các bạn trong những tập tiếp theo của Persona phần 5. Chúng ta có khoảng thời gian khá là thú vị bên nhau và nói về cái cốt truyện của tựa game này, mình khá là hứng thú về, cũng như vừa coi vừa chơi vừa chia sẻ với các bạn về cái nội dung của game, nó khá là đã và các mà game nó truyền tải nó rất là thú vị, mình rất là thích và mình rất muốn chơi thêm. Nhưng mà các bạn, mình sẽ tạm dừng tại đây để làm một số thứ và mình sẽ hẹn lại các bạn trong những tập tiếp theo của Persona phần 5. Và nếu các bạn nào thích cái tập này của mình thì các bạn hãy cho mình một like cực bự phía dưới và subscribe để xem những tập tiếp theo của Persona phần 5 nếu các bạn nào thích cái series này. Và mình sẽ cố gắng làm nhiều tới, tại cái game này khá là dài, theo mình đọc thì nó khoảng 80 đến 120 tiếng để hoàn thành cái tựa game này, thì có lẽ một tập mình sẽ làm khoảng 1-2 tiếng gì đó, tại vì game này rất là dài và nếu mình làm ngắn thì nó cũng không được bao nhiêu và chỉ đa phần kể chuyện là nhiều. Tại vì các bạn thấy một tập này mình quay cũng gần tiếng rưỡi hơn và chúng ta chỉ được một khoảng thôi, và cũng như từ nhà về nhà xong nói chuyện này nọ rồi lại lên trường và quay lại cái chỗ này thêm lần nữa thì nó cũng khá là tốn nhiều thời gian, nhưng mà cũng khá là thích về điều đó. Nói gì nói thì mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ series này trong 2 tập đầu và đây cũng là tập thứ 3. Mình cũng mong là một sự tương tự cũng sẽ được các bạn ủng hộ tiếp. Ok, và mình sẽ gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của Persona phần 5. Bye bye.